Yeah.
đồng vi phạm pháp luật. Để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, yêu cầu các trường hợp không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực. Công an quận Kiếm yêu cầu trường hợp không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực. Tất cả lên xe các lực lượng làm nhiệm vụ cương quyết xử lý những trường hợp không chấp hành, yêu cầu những trường hợp không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực.